Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Yamaha R15 Sport Tourer 2022 đã lộ diện phiên bản concept. Cái chiếc Yamaha R15 là một trong những cái dòng sản phẩm rất phổ biến phân khúc 150cc trên toàn thế giới. Cái chiếc Sportbike hoàn toàn mới này đã nhận được hai cái bản cập nhật lớn là cái bản V2.0 và V3.0. Trong khi người đam mê đang mong đợi hãng Yamaha sẽ tạo ra cái chiếc là R15 V4.0. Một nhà thiết kế cũng đã lên ý tưởng tạo ra hình ảnh kỹ thuật số về một phiên bản Yamaha R15 Sport Tourer 2022 đầy táo bạo. Cái bản thiết kế của chiếc Yamaha R15 Sport Tourer 2022 được nhà thiết kế này tinh chỉnh phần đầu trông là hiện đại, thể thao hơn. Mặc dù thiết lập cái đèn pha kép được chuyển sang kiểu dáng cũng ngầu hơn, nhưng việc kích thước nhỏ như vậy nên nghi ngờ về việc cung cấp cái đủ độ sáng con xe di chuyển trong màn đêm. Cái chiếc R15 Sport Tourer 2022 cũng được trang bị cho mình một cái kính chắn gió lớn phù hợp với những đặc tính của dòng là Touring. Nó còn được thay thế bằng cái dạng ghi đông clip-on đặt thấp thành ghi đông dạng cái ống, mang lại một cái tư thế lái thẳng đứng. Hệ thống tay lái dưới đây cho phép người ở dụng trên những cái quãng đường dài hơn một cách thoải mái. Trong khi thiết kế bộ quay ít nhiều thì vẫn giữ nguyên. Chúng ta có thấy rằng cái động cơ đã được để lộ ở bên dưới và cho ra một diện mạo tổng thể là cứng cáp hơn. Một trong những yếu tố hấp dẫn nhất của cái chiếc Yamaha R15 Sport Tourer chính là cái phần ống xả. Nó nhỏ gọn, rất là thể thao. Hy vọng sẽ cho ra âm thanh cực kỳ tốt so với hệ thống ống xả của cái chiếc R5 V3 hiện nay. Và chúng ta còn thấy được ở đây, cái phiên bản mới sẽ cho một cách sắp xếp cái yên xe dạng tách rời với những cái thanh tay mịn lớn phía sau, có thể sủ một cái buộc hành lý cũng rất là gọn gàng. Việc trang bị cho cái chiếc Yamaha R5 Sport Tourer 2022 là một bộ mâm hợp kim đi cùng với lớp bản rộng, một hệ thống che bao gồm cái buộc hồi sóc ở phía sau và một cái cặp phục ốp sau dành cho phía trước, phanh đĩa đơn cho cả bánh trước lẫn bánh sau, hệ thống phanh ABS hai kênh. Hy vọng hãng Yamaha sẽ xem xét và cân nhắc việc phát triển phiên bản lực Yamaha R5 Sport Tourer 2022 nhằm để tăng thêm nhiều cái lựa chọn cho khách hàng trong cái tương lai gần. Mãn nhãn với KS lên cái dàn đồ chơi cực kỳ ấn tượng, hút được ánh nhìn. Cái mẫu xe con tay hay thì KS đã vô cùng giá trị. Một chủ nhân chiếc xe này còn chia ra khoảng là 100 củ để tân trang lại tổng thể chiếc xe. Đặc biệt nhất là gối combo nằm ở dàn chân với những món đồ chơi đến từ các đền đám như Rainbow, Racer Boy và cả Nitrin. Các bạn cùng xem chi tiết nhé. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm nắng Rainbow Costa để kiểm soát hành trình phanh trước của con xe. Thì đến từ Rainbow của Ý đã quen thuộc anh em chơi xe, có thể là hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Cái mẫu Costa là phiên bản nâng cấp từ cái dòng AZ19 nhưng ngoại hình góc cạnh thảm mẫu hơn. Cái phần tay con là những gì mình nói đến ở cái như cái phần tiêu đề. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm Rainbow AZ kết hợp cùng chiếc Bencon Racer Boy để áp dụng cái công nghệ là con hơi lực cho cái chiếc xe yêu, giúp lực bóp con cho nên im mãn nhẹ nhàng hơn, tích hợp cho các dòng xe đã làm lại cái nội độ. Ngoài ra còn có cái cụm tăng tốc, cụm công tắc trái thiệu đến từ Donald Quý, không chỉ ưa chuộng ở Việt Nam mà sản phẩm còn đông đảo những anh em chia xe ở bên Thái Lan cũng dụng trên hầu hết các dòng xe kia đông trần. Với sự cúp mặt của cây chịu lực Magic kẹp sườn là một sản phẩm đem lại cho các bạn khả năng ổn định chống lắc phần đầu xe một cách tuyệt đối. Đuôi chạy lực có kèm cái núm chỉnh với 16 nút chỉnh nặng nhẹ khác nhau. Cái dàn chân trước sau đều hướng tới cái dòng heo dầu Rainbow Bliss 2 bit đối xứng, kết hợp cùng với đĩa Rakotex tạo ra cái sự sang trọng thẩm mỹ tới đỉnh cho cái phần dàn chân. Độ chịu chi của người chủ còn được hiện rất rõ qua cái cụm bên đạp bình dầu liền Rainbow cực kỳ ổn định cho cái phần bánh sau và điều cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xuống cái dàn chân ta còn thấy ngay cái cặp mâm Racer Boy CNC
phiên bản version 1 đã bị ngừng sản xuất rất lâu, hiện đang được anh em chơi xe sang và đánh nhau một mức giá siêu khủng khiếp. Càng chân còn tăng thì có chút sang chảnh với cái phục Nitrin tích hợp bình dầu rời được sản xuất tại Anh Quốc, có mức giá thành cao gấp đôi so với mẫu Holden, được anh em chơi xe ở trong nước cũng rất ưa chuộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, chi tiết nhớ like và subscribe.